Đây là những hình ảnh chúng tôi mới ghi lại trên sông Nhà Lê, đoạn qua khu vực chợ Bôn, xã Đông Thành, huyện Đông Sơn. Khác với hình ảnh vứt rác thải bừa bãi trước đây, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, thay đổi nhận thức và hành vi của người dân, nên rác thải quanh khu vực chợ được thu gom đúng nơi quy định. Dòng sông cũng trở nên sạch hơn. Thói quen là bỏ rác thải trong lê, thì bây giờ họ đã tập trung về nơi vị trí tập kết của gia đình tức là có thùng rác để việc thu gom của hợp tác xã để tập kết và chuyển đi. Hiện nay trên toàn bộ tuyến sông Nhà Lê đoạn qua địa bàn huyện Đông Sơn đã cơ bản không còn tình trạng người dân vứt rác thải sinh hoạt xuống lòng sông. Bên cạnh đó, hàng năm các xã có sông chảy qua đều huy động người dân tiến hành nạo vét lòng sông, khơi thông dòng chảy. Hàng năm thì ban dân đã có chỉ đạo đến các thôn xóm huy động lực lượng là công ích là nhân dân ở trong xã để thực hiện thường thường là cứ một năm là từ 15 đến 20 mươi nghìn ngày ngày công để thực hiện phá ách tắc trong cái việc là thông suốt cho cái sông nhà lê tuy nhiên do đặc thù của sông nhà lê đoạn có địa bàn huyện đông sơn có lưu lượng và tốc độ dòng chảy không cao lòng sông cạn dễ bị bồi lắng nên các loại thực vật như bèo tây rau muống thường phát triển nhanh đe dọa an toàn thoát lũ mặc dù các địa phương đã nỗ lực để giải quyết tình trạng này nhưng tại một số đoạn vẫn còn hiện tượng rong muống kéo thành bè ngăn cản dòng chảy. Ngoài ra, tình trạng người dân tự ý xây dựng đường ống nước thải sinh hoạt đổ trực tiếp xuống sông vẫn còn diễn ra rải rác ở một số nơi. Với các hộ mà đang trực tiếp xả thải nước xuống sông nhà lê, thì địa phương sẽ cùng với thôn xóm công tác tuyên truyền, vận động và chỉ đạo cho các hộ yêu cầu phải qua cái hệ thống xử lý rác thải của gia đình trước khi ra sông nhà lê để đảm bảo được cái tiêu chí môi trường. Có thể thấy nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, tình trạng vứt rác thải sinh hoạt trên sông Nhà Lê đoạn qua địa bàn huyện Đông Sơn đã được giải quyết cơ bản. Tuy nhiên, để sông Nhà Lê trở lại là một dòng sông trong xanh thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Trong đó, xây dựng, duy trì ý thức của mỗi người dân cùng chung tay gìn giữ môi trường cho dòng sông và nạo vét dòng chảy là những biện pháp cần được quan tâm thực hiện thường xuyên.